người nhẹ này của tớ có siêu không? Đẹp không? Ngầu không? Em người nhẹ này của bạn á? Đâu đưa tớ xem nào. Tớ thấy bình thường mà. Có cái gì đâu. Bé bé con màu đỏ, màu trắng, màu đen. Chẳng có cái gì thú vị cả. Thế thì bạn Trung không biết rồi. Em người nhện của tớ siêu lắm. Bạn không tin chứ gì? Bây giờ tớ sẽ bảo em người nhện biến bạn thành mặt các con vật cho mà xem nhá. Bạn không tin không? Tớ không tin đâu. Người nhện biết tí này thì biết được cái gì? Đâu mà tin nhá. Được lắm. Em người nhện ơi, em người nhện mau biến bạn Trung thành mặt heo đi. Để em biến mặt anh Trung thành mặt một con vịt trước đã. Hãy xem đây. Ôi, mặt tớ biến thành một con vịt rồi. Làm thế nào bây giờ? Sao tự nhiên mình lại biến thành một con vịt thế này? Đáng sợ quá. Bây giờ em sẽ biến mặt anh Trung trở thành một con khỉ xấu xí nhé. Ố, mặt bạn Trung trở thành khỉ ra tôi kia. Vừa nãy tớ biến thành vịt, bây giờ tớ lại biến thành khỉ. Ôi, đáng sợ quá. Tớ không thích bị biến trở thành như thế này đâu. Được rồi. Vậy thì em sẽ biến mặt anh Trung trở lại thành người bình thường. Em người nhện ơi, anh xin lỗi em người nhện nha. Từ bây giờ đi, anh sẽ không trêu em người nhện nữa. Anh sẽ không coi thường em người nhện nữa. Tha lỗi cho anh nha. Bạn Huyền ơi, bạn Huyền có nghe thấy tiếng ầm ầm ở đâu không? Âm thanh này nghe đáng sợ quá. Âm thanh gì? Âm gì cái thế? Tớ cũng thấy sợ lại Trung ơi. Ôi, bạn Huyền ơi, nhìn kìa. Bọn chúng đã chạy đến phía chúng mình rồi. Nhiều thế. Đáng sợ quá. Bỏ chạy luôn là Trung ơi. Ui, chúng mình bỏ chạy luôn. Nhanh. Các anh chị đừng bỏ em ở lại đây. Em sợ lắm. Đừng bỏ em. Mấy con khủng long này hung dữ thế. Giờ chúng mình phải làm thế nào đây? Cứ để bọn chúng lộng hành thế này là không được đâu bạn Trung ạ. Tự nhiên bọn chúng dám lộng hành ở đây. Được rồi, để tớ nghĩ cách xem nào. À đúng rồi, bây giờ tớ sẽ triệu hồi súng đến đây để tiêu diệt bọn khủng long đấy, có được không hả bạn Huyền? Wow, ý kiến hay thế. Bạn mong mong triệu hồi súng thần của bạn đến đây để tiêu diệt mấy con khủng long xấu xa kia đi. Được rồi, bạn Huyền cứ yên tâm. Để tớ gọi súng của tớ đến đây. Bạn Huyền thấy khẩu súng của tớ ngầu chưa? Hãy xem tớ bắn đạn đây này. Đấy. Wow, ngầu thế bạn Trung ơi. Thế này chắc chắn sẽ tiêu diệt được mấy con khủng long kia thôi. Bạn Trung ơi, mau lên tiêu diệt bọn chúng đi. Không, bọn chúng đang tiến tới rồi kìa. Đám khủng long kia. Ta sẽ đến tiêu diệt các ngươi. Bạn Huyền cứ ở đây đợi tớ. Để tớ lên tiêu diệt bọn chúng. Ha, đám khủng long kia. Các ngươi đã ở đây đồng hành. Rồi đấy. Bạn Trung ơi, nhìn kìa, hình như bọn chúng thu nhỏ lại rồi. Đang nằm ở kia kìa. Đâu, tớ nhìn xem nào. Đúng rồi bạn Huyền ạ, chúng mình mau lại đấy thôi. Nhanh lên. Ở đây này. Đám khủng long xấu xa này. Rồi. Wow, bọn chúng biến thành hai con khủng long đẹp quá bạn Trung ơi. Ồ, bạn Huyền nhìn này. Bọn chúng đều có sừng bạn Huyền ạ. Đúng rồi, và hàm răng sắc nhọn nữa. Các người dám lộng hành, đuổi theo bọn ta, đừng ăn thịt chúng ta nữa à. Bạn Trung ơi, cuối cùng chúng ta thu phục mấy con khủng long này rồi. Chết rồi, nhưng mà tớ bỏ quên em người nhện ở đằng kia. Không biết em này có phải làm sao không nữa. What the hell. Đúng rồi, còn em người nhện nữa. Thế thì chúng mình mau chạy lại gần chỗ em người nhện đi bạn Huyền ơi. Ừ, chúng ta mau đi tìm em người nhện thôi, đi nào. Cứu mình ơi. Ở đây một mình sợ quá. Có cái gì đang hút em thế này. Thả em người nhà ra đi. Không thì hãy xem súng của ta đây.
cái đĩa bay đấy nó mạnh quá, nó bắt tớ, tớ không tiêu diệt được cái đĩa bay đấy rồi. Chết rồi, không cứu được em người nhận tớ phải làm sao đây? À, tớ nhớ ra rồi, tớ có quen với bạn Godzilla, để tớ gọi bạn đấy đến đây cứu giúp em người nhận. Nice. Ừ nhỉ, thế mà chúng mình không nghĩ ra. Vậy bạn Hiền mau mau gọi Godzilla đến đây để cứu em người nhận đi, tiêu diệt cái đĩa bay đấy nữa. Được, để tớ gọi. Godzilla ơi, mau đến cứu chúng tớ với. Không biết bạn Godzilla có nghe tiếng tớ gọi không nhỉ? Godzilla chuyên hành hiệp trượng nghĩa và tai rất là thính. Tớ nghĩ là bạn Godzilla đang đến rồi đấy bạn Hiền ạ. Tớ cũng mong là vậy. Bạn chúng ơi, nhìn đằng kia kìa. Godzilla ơi, bọn tớ ở đây này. Cứu bọn tớ với. Bạn chúng ở đây đi. Để tớ dẫn Godzilla lên tiêu diệt cái địa bay xấu xa kia. Giải cứu em người nha. Thật là nguy hiểm bạn Hiền ạ. Chúng mình mau mau đi về đi. Em cũng thấy sợ lắm anh chị ơi. Mau mau đưa em về nhà đi. Em người nhà ơi, không cần phải sợ đâu. Bây giờ bọn chị sẽ đưa em về nhà ngay. Bọn mình đi về đi.